Xin chào cả nhà, chào các anh chị các bạn. Bữa nay Diễm ăn tối xong rồi nha cả nhà. Giờ Diễm đang chuẩn bị kho thịt. Bữa nay Diễm đi siêu thị mua được cái thịt này nè cả nhà. Nó vừa có thịt vừa có mỡ luôn nè. Cái này Diễm ướp nó rồi. Giờ Diễm chuẩn bị Diễm kho. Cái này thì nó không có cái da cả nhà ơi. Người ta lóc cái da người ta bán riêng rồi nha. Chỉ có cái thịt với lại cái mỡ thôi. Mà cái thịt này rất là khó mua, tại vì không phải ngày nào người ta cũng có bán á. Lâu lâu mình mới thấy người ta bán. Thì thường cái thịt này á, bên này á, cái thịt mà có mỡ với thịt như nè, thì người ta ít ăn thịt tươi lắm cả nhà. Người ta thường hay làm thịt theo muối hết rồi, nên là lâu lâu mới thấy người ta bán, mà siêu thị lớn mới có bán nha, còn mấy cái siêu thị nhỏ là không có bán luôn, tuyệt đối không có bán. Lâu lâu thấy bán cho nên là bữa nay Diễm mua về Diễm kho nha cả nhà. Diễm thấy cái cô ở bên Đức Cổ có thịt bằng táo đó cả nhà. Bữa nay Diễm bắt chước Diễm có thịt bằng táo nha. Thì cả nhà biết sao không, ở bên chỗ Diễm á, người ta không có bán nước dừa đó cả nhà, không có bán dừa tươi, cho nên là mình không có kho thịt được á. Nay Diễm kho thử bằng táo nước coi nó ngọt không nha cả nhà. Nay Diễm có 3 cái trứng nè, bỏ vô kho luôn cả nhà ơi. Cái trứng này nó còn mới á, cho nên là nó bị dính vỏ đó cả nhà, lột ra nó xấu quá nè. Bữa nay Diễm mua được bắp cải nữa nha. Bắp cải này nó giống bắp cải ở bên mình luôn nè cả nhà. Bắp cải giống bắp cải bên mình nè. Nay Diễm làm cái dưa chua. Làm mình để trước gì đó. Ủa Diễm hai nha. Sao? Sao mà buồn lắm? Xí. No, adesso no, già no. Adesso no? No. Ma quando è pronto? Sì? Ok, sì. Ok. Sì. Giờ này là bên Việt Nam mình là ăn Tết gần gần rồi hen. Còn chỗ Diễm là không có ăn Tết biết gì hết trơn á cả nhà. Đây Diễm lộ bắp cải ra để Diễm làm dưa chua. Ở bên Diễm không có ăn Tết gì trơn á cả nhà ơi. Chỉ ăn thịt ở tay thôi. Chứ Tết là âm lịch của mình thì không có ăn Tết. Nói chung mấy anh chị em người Việt á cũng có tập hợp lại cũng có ăn Tết. Mà Diễm thấy xa quá à, Diễm không có đi. Nói chung ở bên này Tết buồn lắm cả nhà. Chỗ của Diễm không có người Việt gì trên, không có người châu Á, nên là không có ăn Tết gì hết. Như mấy cái chỗ nào mà người Việt nhiều ý, người châu Á rồi nhiều thì người ta
tổ chức ăn Tết đồ nó vui nha. Còn ở chỗ của Diễm thì không có cả nhà ơi. Buồn lắm, ngày Tết cũng như ngày bình thường đó, không có gì trơn á. Diễm thì cũng không có tổ chức nấu nướng, không có mời gia đình bên chồng lại ăn Tết á cả nhà. Tại vì gia đình bên chồng của Diễm á ăn đồ ăn Việt không có được hợp khẩu vị luôn á cả nhà. Nói chung á thì chỉ có chồng của Diễm là cố gắng ăn thôi, còn những thành viên khác thì người ta ăn không có hợp khẩu vị, nên là Diễm cũng không có mời lại nấu nướng gì trơn á. Người Ý ở cả nhà trong cái ăn uống người ta bảo thủ lắm cả nhà. Người ta quan niệm giống như là đồ ăn Ý là ngon dữ lắm rồi, cho nên là người ta không có muốn thay đổi cái món ăn hàng ngày á. Nên nó mình nấu món Việt người ta ăn không hợp khẩu vị, người ta không có thích. Với lại nhiều khi á mình nấu mình bỏ nước mắm rồi này nọ đó cả nhà, xong rồi cái mọi người nói là nó hôi quá, mọi người không có chịu ăn. Diễm vớt cái táo ra nha cả nhà. Cái nồi thịt kho của Diễm nó cũng hơi sắc sắc nước rồi nè cả nhà. Diễm nếm thử cũng ngọt lắm luôn á. Cái này giờ Diễm tắt bếp đó, để mình còn nấu lại thêm một hai lửa nữa cho nó thấm đó cả nhà. Giờ mình cũng chưa có ăn á. Giờ Diễm đợi cái nước giấm đường nó nguội đó cả nhà. Xong rồi cái Diễm bỏ vô trong cái keo vô chua này. Nói chung là Tết ở Việt Nam ai ăn Tết gần gần thì vui. Còn Diễm ở bên này có mình ơn nè cả nhà, cho nên là cũng không có ăn Tết nhất gì hết trơn á. Chỉ chuẩn bị có nhiều đó thôi đó, chuẩn bị nồi thịt kho với lại vua chua thôi. Nhiều khi cũng buồn lắm cả nhà, thấy cũng chạnh lòng. Tại vì thấy ai cũng đăng hình lên là ăn Tết nè, đi du xuân nè, đi đủ thứ hết trơn. Cái nhiều khi cái mình cũng chạnh lòng nữa cả nhà, nhưng mà giờ hoàn cảnh nó vậy rồi biết sao. Làm nồi thịt kho với lại vô chua ăn cho nó có không khí Tết vậy thôi cả nhà ơi. Chứ Diễm bên này là không có chuẩn bị gì trơn, không có trang hoàng nhà cửa gì hết. Giờ Diễm đợi cái nồi nước giấm đường nguội là Diễm bỏ vô đây nữa là xong. Thì chúc cả nhà năm mới nhiều thành công mới nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip ngày hôm nay và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip lần sau. Xin chào tạm biệt cả nhà nha.